Thời điểm đấy thì mình cũng bị chấn thương thế thì mình chỉ nghĩ là sao cố gắng phục hồi và tập tốt nhất để có thể chơi được lại bóng đá. Thời điểm đấy thì thật ra cũng phải cảm ơn lãnh đạo trung tâm cũng như là ban lãnh đạo tập đoàn, các tập tập thể đội cũng như là bác sĩ luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho em để em có thể quay trở lại như ngày hôm nay. Cảm xúc của em thì là em rất là vui và hạnh phúc khi sau bao nhiêu lâu bây giờ mình lại quay lại trở lại màu áo của đội tuyển, nên là mình sẽ phải cố gắng để sao làm tốt nhất có thể. Tất nhiên, việc Dương Văn Hào được triệu tập cũng được đánh giá là khá bất ngờ bởi anh chưa thực sự là nhân tố quan trọng không thể thiếu của Vietnam FC. Thế nên, cầu thủ sinh năm 1997 sẽ phải thể hiện tốt hơn nữa trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Em nghĩ là lên đây rồi thì khi mà thầy giao cho vị trí nào thì mình cố gắng tận dụng và mình phát huy được khả năng của mình để chơi ở vị trí đó. Những ngày tập trung vừa qua thì em cảm thấy là mọi cái khá là tốt vì lên đây cũng như là cường độ tập luyện cũng mọi cái là nó sẽ khác ở câu bộ nên là mình sẽ phải cố gắng thích nghi. Ở V-League 2023, Văn Hảo ra sân tới 19 trận và 4 lần tại Cúp Quốc gia. Cầu thủ quê Thái Nguyên ghi 3 bàn thắng, đóng góp vào hành trình giành hạng 3 V-League và Á quân Cúp Quốc gia của đội nhà. Việc được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chứng minh điều tốt đẹp sẽ đến nếu kiên trì không bỏ cuộc. Và đó chắc chắn sẽ là động lực để anh tiếp tục cháy hết mình trên sân cỏ.